Mèo kêu luôn nha anh em ơi. Thú kêu tiếng mèo kêu luôn. Chúng nghe họ mi hót anh em ơi. Có luôn anh ơi, kêu Tiger luôn à. Tại chủ nó khoái uống Tiger anh Huy ơi. Anh Thiện ơi, coi được không anh Thiện ơi? Hót nhiều giọng luôn anh Thiện ơi. Mèo kêu luôn. Mèo kêu rồi chớp mạo rồi có hết luôn. Mới nhắc thì anh Thiện vô nè. Coi được anh Thiện, được chốt luôn anh Thiện ơi. Được anh Huy ơi. Tiếng khú tiếng chớp mạo là có luôn á mấy anh ơi. Á mua con này về khỏi nuôi mấy anh kia luôn. Anh Thiện ơi, giờ máng nhà mình là ok luôn anh Thiện. Máng ở thành phố mà dưới thị trấn nó lướt ta nghe luôn á. Lát inbox qua em báo giá cho anh ơi. Dạ anh. Chào màu 2 triệu hả? Anh Thiện cái mi này quá đẹp anh Thiện, hai con lận. Con này lông lá đẹp, con kia cũng đẹp nhưng mà hiện giờ đang hiện tượng rớt lông. Con này lông bóng đẹp. Mỗi con có cái đẹp riêng. Lát em báo giá cho anh ha. My à Trường ơi, My em ơi. Lê Nhật Trường. Trạm Hiếu. Hai con đấu hòa mầm luôn anh em ơi.
chim hót anh Toàn ơi. Mi hót luôn. Bắt chị chó cột chứ không bắt cô Tướng Như ơi. Bắt chị chó cột. Hót có mệt rồi. Meo. Meo. Chào anh em nha, hết người coi rồi, cầm điện thoại hồi quay mỏ tay quá.